Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh đồng cộng như lai hợp, nhất địa cụ túc, nhất thiết địa, phi sắc, phi tâm, phi hành nghiệp. Dịch: chư pháp thân Phật vào tánh ta cùng với như lai hiệp, một địa gồm đủ tất cả địa, chẳng sắc, chẳng tâm, chẳng hạnh nghiệp. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, pháp thân của chư Phật đã nhập vào chúng sanh tánh của ta, ngã tánh đồng cộng như lai hợp. Chúng sanh tánh của ta cùng với Phật tánh hòa nhập là một, hai mà chẳng phải hai, nhất địa cụ túc, nhất thiết địa. Nếu quý vị thấu hiểu đạo lý của một địa, tức thì các địa khác, thứ nhì, thứ ba, thứ tư đến thứ mười, quý vị đều hiểu thấu minh bạch. Còn như nếu quý vị không có trí huệ của địa thứ nhất, thì trí huệ của các địa khác cũng chẳng có. Hai câu: chư Phật pháp thân nhập ngã tánh đồng cộng như lai hợp, chứng tỏ Ngài Vĩnh Gia đã chứng được lý thể của thập đẳng địa, địa thứ mười. Phi sắc, phi tâm, phi hành nghiệp, chẳng thuộc về sắc, chẳng thuộc về tâm, cũng chẳng thuộc về hành động do nghiệp tạo tác. Đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỷ kiếp, nhất thiết số cú, phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp. Dịch: búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rũ xong ba kỷ kiếp, tất cả văn tự chẳng văn tự, cùng linh giác ấy nào can dự. Đàn chỉ viên thành bát vạn môn, chỉ trong thời gian một búng tay đã thành tựu được viên mãn cả tám vạn pháp môn, nhanh chóng như vậy đó. Chẳng qua một khi ngộ là ngộ hết thảy, một khi xong là xong tất cả, một khi chứng là chứng cùng hết, một khi thông thì tất cả thông suốt. Sát na diệt khước tam kỷ kiếp, chỉ trong công phu một sát na có thể làm cho khoảng thời gian của ba đại a tăng kỷ kiếp mất tiêu. Nhất thiết số cú, phi số cú, chẳng kể số của các danh tướng ngôn từ, bao nhiêu lý luận đi nữa cũng vậy, tất cả đều bị quét sạch. Cảnh giới này đúng là mê thời thiên cú thiểu, ngộ hậu nhất tự đa. Khi mê ngàn câu cũng thấy ít, khi ngộ rồi một chữ cũng thấy nhiều. Giữ ngô linh giác hà giao thiệp, các loại danh tướng văn tự bát nhã này chẳng liên hệ gì tới linh giác sáng suốt của chúng ta. Văn tự bát nhã ghi nhớ cho thật nhiều cũng chẳng nói lên được điều gì. Bất khả hủy, bất khả tán, thể nhược hư không, vật nhai ngại, bất ly đương xứ thường trạm hiên, mịch tức tri quân, bất khả hiến, thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc chung, chỉ ma đắc. Dịch: không thể chê, không thể khen, như hư không ấy vốn vô biên, tìm kiến đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Lấy chẳng được, bỏ chẳng được, trong cái chẳng được, cái gì được. Bất khả hủy, bất khả tán, quý vị muốn tán thán pháp môn này chăng? Chẳng có gì hay để quý vị tán thán. Quý vị muốn chê nó chăng? Chẳng có gì là dở để quý vị chê. Bởi chừng gốc gác của nó chẳng có gì hết. Hãy nghe lục tổ nói, bồn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Thể nhược hư không, vật nhai ngạn, thể tánh của nó như hư không, cho nên có câu: tự tánh như hư không, chân vọng tại kỳ trung, ngộ triệt bổn lai thể, nhất không nhất thiết không. Vậy là nó không có ngàn mé, vật chất có mặt ở đâu cũng đều là hư không. Hư không không bị hư hoại, bởi vì nếu có gì hư hoại thì đó không phải là hư không. Bất ly đương xứ thường trạm nhiên, chẳng cần phải kiếm nó ở đâu hết, quay đầu lại là có nó ngay ở đây. Trạm nhiên trong nghĩa của trạm nhiên thường tịch, tức là trong sáng vắng lặng triền miên. Tới lúc đó quý vị sẽ trạm nhiên thường tịch, tịch nhưng không có chỗ tịch, không hết mọi thứ, không tới cực điểm. Thử hỏi như vậy dục vọng còn sanh khởi nữa không? Một khi niệm về dục chẳng còn thì tâm ý thức đâu còn làm chủ nhân ông được nữa. Mịch tức tri quân, bất khả hiến. Tuy nhiên cảnh giới đó quý vị có thể kiếm ra được chăng? Quý vị không bao giờ có thể kiếm được, bởi nó chẳng hề mất. Thử hỏi quý vị đi tới đâu để kiếm nó? Bổn lai là nó, vậy quý vị còn kiếm cái gì nữa? Mà còn cái gì để quý vị kiếm? Cho nên tiếp theo có mấy câu sau: thủ bất đắc, thủ bất đắc, quý vị muốn bắt giữ nó ư? Bắt chẳng được. Xả bất đắc, quý vị không muốn cái chân như Phật tánh đó cũng chẳng được, bởi quý vị không có cách gì đem nó bố thí cho người khác. Bất khả đắc chung chỉ ma đắc, ngay trong cái bất khả đắc đó gì cũng không đắc được.
Mặc thời thuyết, thuyết thời mặc, đại thí môn khai vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực. Dịch: im thời nói thời im, cửa đại thí mở thông thông suốt. Có người hỏi ta giải tông nào, xin thưa ma ha bát nhã lực. Mặc thời thuyết: chúng ta thấy vị đó không nói pháp, thế nhưng người đương nói pháp ở đấy. Chúng ta thấy người đương nói pháp, thực ra chưa hề nói pháp. Nói như vậy là nghĩa lý gì? Chính bởi lẽ nói pháp mà chẳng có pháp để nói, nghe pháp mà chẳng có pháp để nghe. Lại nữa, nói pháp thì nói ở đâu, nghe pháp thì nghe ở đâu? Chính là thử xem quý vị có trí huệ hay không. Nếu có trí huệ thì thô ngôn cập tế ngữ, giai quy đệ nhất nghĩa, lời nói dù thô hay tế đều quy về đệ nhất nghĩa. Còn như quý vị chẳng có trí huệ thì dầu có nói tới vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nam tao ngộ, quý vị cũng chẳng thấy có gì là hay, có khác chi chẳng nói pháp vậy. Thuyết thời mặc: trong định nói pháp, trong định truyền pháp luân là nghĩa của thuyết thời mặc. Ra khỏi định chuyển pháp luân cũng là trí huệ ở trong định mà ra, cho nên lúc nói thuyết thời là lúc nín mặc. Đại thí môn khai vô ủng tắc, người nói pháp vì pháp mà quên mình, trong các loại bố thí cúng dường pháp là trên hết. Vị này ước nguyện dùng pháp làm vật cúng dường, lấy pháp làm vật bố thí, để thực hiện vô duyên bố thí, vô giả bố thí bình đẳng, bố thí hoàn toàn không có tính cách phân biệt. Vô ủng tắc là nghĩa đối với chấp trước không hề vướng một chút nào, chẳng chấp vào sự việc gì. Chẳng phải vì chấp vào đại chúng hoan hỷ, muốn nghe thuyết pháp, chẳng phải bởi đại chúng cúng dường mình, cái này gọi là lòng tham cầu lợi dưỡng. Chẳng phải vì có ý tưởng khách khí nhún nhường. Tóm lại, chẳng phải do một cớ gì khác mà thuyết pháp, như vậy mới gọi là đại thí môn khai vô ủng tắc. Do đó có câu: tạo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng, quét sạch mọi pháp, ly hết thảy mọi tướng. Hữu nhân vấn ngã giải hà tông, thản hoặc lúc ấy có ai tới hỏi, ông theo tông nào, phái nào vậy? Báo đạo ma hà bát nhã lực. Câu trả lời là, đó là trí huệ bát nhã, do định mà sanh trí huệ này. Hoặc thị, hoặc phi nhân bất thức, nghịch hành thuận hành thiên mặc chắc. Ngô Tảo tằng kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn tương cuống hoặc. Dịch: làm ngược làm xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng trái ai rõ được. Ta sớm từng qua bao kiếp tu, nào dám sai ngoa lời dối mị. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thẳng hoặc có người bảo như thế là đúng, hay bảo như thế là sai, mặc ai muốn nói sao thì nói. Đúng cũng được mà sai cũng được, lòng ta tự hiểu là đủ. Nghịch hành thuận hành thiên mặc chắc, người tu đạo chân chánh không chiều theo tình đời, có lúc thì hành động thuận nhân tình mà cũng có lúc không theo nhân tình. Người đời không hiểu, không thể suy đoán, bởi vì không cùng một trình độ. Nói suy đoán thì ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu. Nghĩa là ngửa lên trông thấy càng cao, khoan vào thì thấy càng cứng. Nhìn thì ở đằng trước, hốt nhiên lại thấy đằng sau. Tóm lại, cao sâu khôn lường. Quý vị ở đây, nếu chưa có con mắt, trạch pháp, xin chớ bao giờ phẩm bình bậy bạ. Ngô Tảo tằng kinh đa kiếp tu. Ở đây đại sư Vĩnh Gia tự nhận mình như sau: ta biết sự tình của ta như thế nào, ta đã từng tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên kiếp này chứng đạo ta mới hiểu rõ đạo nghĩa này. Bất thị đẳng nhàn tương cuống hoặc, chẳng phải giống như thông tục của người đời, quý vị khoác lác với tôi khoác lác với quý vị tầng bốc tán tụng tôi tầng bốc tán tụng quý vị, cứ như vậy khoa trương với nhau. Kiến pháp tràng lập tông trì, minh minh Phật sắc tạo khê lộ, đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại tây thiên ký. Dịch: dựng pháp tràng lập tông trì, rõ ràng tâm Phật ứng tào khê, thoạt tiên ca diếp đèn tâm truyền, 28 đời tổ sư tây. Theo như đại ý câu này thì tín đồ của Phật giáo là phải nổi pháp lôi, gióng pháp cổ và dựng pháp tràng. Kiến pháp tràng, dựng pháp tràng là thế nào? Pháp tràng là đạo tràng, dựng lên đạo tràng như trong câu: kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Nghĩa là dựng pháp tràng khắp mọi nơi, phá mê lầm không kể xiết, tới chỗ nào cũng tạo lập đạo tràng cho mọi người tu học. Pháp tràng là một thứ cờ để trang nghiêm, đạo tràng
Tỷ dụ như Phạm Võng Tràng chẳng hạn, chỗ nào có đạo tràng là nơi đó có pháp tràng. Vì pháp mà lập đạo tràng, vì đạo tràng nên phải dựng pháp tràng. Lập tông chỉ. Tông chỉ là chủ ý quy về cái gì? Chúng ta thì nói theo cái gì làm tông chỉ đây? Như tông chỉ của Vạn Phật Thành là bất tranh, bất tham, bất cầu, bất tự tư, bất tự lợi, bất vọng ngữ. Liệu chúng ta có nói theo được mấy điều này chăng? Bây giờ thì chưa theo được hoàn toàn. Chẳng nói ai khác, ngay đến hai vị mở đầu cuộc hành hương Tam Bộ Nhất Bái ở Los Angeles cũng chưa theo được 6 tông chỉ đó một cách viên mãn. Quý vị không tranh đua với người nhưng lại tranh đua với chính quý vị. Đối với người quý vị không tham nhưng đối với chính quý vị lại tham. Đối với người không cầu, đối với chính mình lại cầu. Đối với người không tự tư, đối với mình lại tự tư. Đối với người không tự lợi, đối với mình lại tự lợi. Đối với người không nói dối, đối với bản tâm mình thì nảy sinh bao nhiêu là vọng tưởng hư dối. Vọng tưởng là có lúc quý vị nghĩ thế này, có lúc quý vị nghĩ thế khác. Ba hồi quý vị nghĩ đến tu, ba hồi quý vị nghĩ không tu. Ba hồi quý vị nghĩ tới chỉ giới, ba hồi quý vị chẳng nghĩ tới chỉ giới. Đó là lòng quý vị bất định, quý vị cũng chưa biết làm sao để giữ niệm không. Gặp cảnh thuận thì sanh lòng hoan hỷ, tức là tính bất định. Gặp cảnh nghịch thì sanh lòng chán nản, phiền não, cũng là vì chưa theo được tông chỉ định, tính chưa định. Tính chưa định thì ma khổ, do đó điều bắt buộc là tính phải định. Như trong trường hợp túng ngộ phong đao thường thản tàn, dù có người cầm dao đến giết quý vị vẫn thản nhiên tự tại, vẫn theo đường chánh đạo, chẳng vì sự an toàn của mình mà theo đường tà vậy. Bây giờ niệm quý vị nói không tự lợi, nhưng một khi có lợi đến, tâm tranh của quý vị sẽ nảy sanh. Và nếu có tâm tranh thì tâm tham cũng sẽ xuất hiện. Bên trong là cái tâm tham, bên ngoài là sự tìm cầu, chạy trọt ở ngoài để tìm kiếm. Hành động chạy trọt đó truy ra tận gốc đều do lòng tự tư tự lợi mà ra. Tiểu trùng là do không lập thành tông chỉ nên ma chẳng phục. Cho nên có câu, tính định ma phục, triều triều lạc, vọng niệm bất khởi xứ xứ an. Nghĩa là có tính có định thì ma phục, sớm sớm vui. Vọng niệm không sanh thì nơi nào tâm cũng an. Một khi vọng niệm không còn thì ở chỗ nào cũng giống nhau, cũng đều là hành trú tọa ngọa bất ly giá cá, ly liễu giá cá, tiên thị thố quá. Có nghĩa là trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi không lìa cái đó. Nếu lìa cái đó tức là sai lầm. Nếu quý vị gặp một vị xuất gia, cứ suốt ngày quan hệ hết người này đến người khác, quý vị phải khẳng định vị này chẳng tu hành gì, bởi không tu hành mới đi ra ngoài tìm kiếm. Người đã dụng công thì khi nào đáng nói mới nói, đáng làm mới làm. Còn ngoài ra thì lúc nào cũng quan sát mình, ở chỗ nào cũng thâu nhiếp tâm mình. Như vậy mới gọi là có tông chỉ. 6 tông chỉ lớn của Vạn Phật Thành, nếu ai theo được thì người đó là người tu hành. Ai không theo được thì người đó chỉ là tu hành giả bộ. Rõ ràng như vậy đó. Nếu quý vị thấy vị xuất gia nào mà đi đâu hay gặp ai cũng cười đùa ngặt nghẽo, khi nói năng thì gật gù gỡ nhẹo, thậm chí hỏi ai điều gì thì khúm núm, như vậy là hỏng rồi. Vị đó chẳng phải là đệ tử chân chánh của Phật. Phàm là đệ tử chân chánh của Phật thì không khi nào có những cử chỉ hạ thấp giá trị như vậy. Mỗi cá nhân theo mỗi tông chỉ, như Phật thì có 84.000 pháp môn. Một trong các pháp môn này, nếu quý vị theo được một cách viên mãn, thì cả 84.000 pháp môn quý vị đều thành tựu. Bởi vậy có câu, nhất ngộ, nhất thiết ngộ, nhất nhập, nhất thiết nhập, nhất khai, nhất thiết khai, nhất thị, nhất thiết thị. Nghĩa là một khi ngộ là ngộ hết thầy, một khi vào là vào hết thầy, một khi khai mở là khai mở hết thầy. Một khi tỏ bày là tỏ bày hết thầy. Câu này nói về khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Nếu quả quý vị chẳng chịu làm một việc gì, một pháp môn cũng không theo một cách chuyên nhất, tức là quý vị để thời gian trôi qua một cách uổng phí, chẳng thành tựu được gì, chỉ tự mình dối mình mà thôi. Nói đến tông chỉ thì chúng ta nên theo tông chỉ nào? Tông chỉ lấy tâm ấn tâm của Phật, tông chỉ niêm hoa vi tiếu, các pháp môn này. Chúng ta lấy nguyên tắc tâm là đạo tràng. Dựng pháp tràng, lập tông chỉ cần phải có trực tâm. Mình Phật sắc tào khê thị, lục tổ chẳng phải ngẫu nhiên mà thành tổ sư. Vào triều đại nhà Lương, Tam Tạng Pháp Sư Trí Dược khi tới Quảng Châu đã từng dự đoán và nói như sau. 175 năm sau, tại gốc cây Bồ Đề này sẽ có một nhục thân Bồ Tát giảng Pháp Thượng Thừa, chỉ thẳng nhân tâm để kiến tánh thành Phật.
chùa Nam Hoa cũng là do Pháp Sư Trí Dược khi lên núi, tới chỗ đó lấy tay bụng nước ở dưới con suối lên uống, uống xong nói rằng nước ở đây có vị giống như ở núi Bảo Lâm ở bên Ấn Độ. Quả nhiên 170 năm sau, khi tới nơi đây lục tổ rộng chuyển pháp yếu, khiến cho một số người có chí hướng về đạo Bồ Đề được chứng quả khai ngộ. Kinh Phật có nói ở nước Chấn Đán Trung Hoa có núi Bảo Lâm và nơi đây là đạo tràng truyền tâm ấn Phật. Như vậy tâm ấn Phật ứng vào Tào Khê là điều rõ ràng. Đệ nhất Ca Diếp thủ truyền đăng, đầu tiên là ngày Ca Diếp vị tổ thứ nhất được truyền tâm ấn Phật, tính đến ngày Bồ Đề Đạt Ma ở Tây Trúc là vị tổ đời thứ 28. Nhị thập bát đại Tây Thiên Ký do Phật cầm bông hoa mỉm cười, niêm hoa vi tiếu mà có pháp môn lấy tâm ấn tâm, không lập văn tự, đặc biệt truyền ngoài văn tự. Truyền được 28 đời ở Ấn Độ, đến tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Quốc, ngài là Sơ Tổ, Pháp Đông Lưu nhập thử tổ Bồ Đề Đạt Ma vi Sơ Tổ. Lục đại truyền y thiên hạ văn, hậu nhân đắc đạo hạ cùng số, dịch pháp sang Đông vào Trung Thổ, Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ. Sáu đời y bác thiên hạ nghe, người sau được đạo nhiều vô số. Vị tổ sư đời thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Ngài ở Trung Quốc lúc bấy giờ thì ghé vào Quảng Châu bằng đường biển, nên tại Quảng Châu có chỗ gọi là đất Sơ Tổ Tây Lai. Từ Quảng Châu ngài đi tới Nam Kinh, rồi từ Nam Kinh đi Hà Bắc. Với một tâm lượng đại từ đại bi, ngài cốt tới Trung Quốc để giáo hóa chúng sinh. Nhưng tiếc là hồi đó người Trung Quốc có lòng kỳ thị đối với người Ấn Độ. Lúc xưa tại Trung Hoa chưa có Phật Pháp, tới đời Hán Minh Đế, Phật giáo mới được truyền qua. Vào thời Nam Bắc Triều, đời vua Lương Vũ Đế, tình trạng Phật giáo vẫn chưa sáng sủa. Người ta vẫn chưa thấy một sự thực tập chân chánh quy chiếu vào giới luật để tu hành. Hồi đó tại Trung Quốc, ngài không được hàng nhân sĩ Phật giáo hoan nghênh. Ngài lại không biết tiếng Trung Hoa, nên giảng Pháp trong tình trạng ngôn ngữ bất đồng, thành thử không ai hiểu ngài. Đó là lý do đi tới đâu, ngài cũng gặp sự lạnh nhạt của mọi người. Tóm lại, nhân duyên chưa hội đủ. Tới lúc Sơ Tổ đi qua Nam Kinh gặp Đại sư Thần Quang, rồi bị Đại sư dùng chuỗi hạt trâu bằng thép đánh gãy hai cái răng. Lòng ngài càng thêm nguội lạnh, Sơ Tổ bèn đi lên núi Tung Sơn, ngồi quay mặt vào vách ở chùa Thiếu Lâm trong suốt 9 năm. Đó chính là cảnh giới mặc thời thuyết, thuyết thời mặc, đại thí môn khai, vô ủng tắc, mấy câu trong bài ca. Quý vị thử tưởng tượng xem sự nhẫn nại của ngài như thế nào. Chẳng phải như những ai chẳng có công phu tu học, ham danh ham lợi, đến một nơi nào đó cứ tưởng mình sẽ vung tay một cái là làm nên công chuyện để tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ. Luận về đạo đức, về trí huệ, về thần thông, cái gì ngài Bồ Đề Đạt Ma cũng là xuất chúng. Vậy mà ngài mai danh ẩn tích, nhẫn nại chờ thời, chịu ngồi quay mặt vào vách đá tại chùa Thiếu Lâm. Ta nghĩ xem, nếu chẳng có lòng nhẫn nại, có đức pháp nhẫn, điều làm như vậy có được chăng? Tại chùa Thiếu Lâm, Sơ Tổ diện bích trong 9 năm, Nhị Tổ Thần Quang biết ngài chẳng phải tầm thường, bèn tìm tới và quỳ bên cạnh trong 9 năm. Chúng ta bây giờ thử nghĩ coi, đừng nói quỳ suốt 9 năm, chúng ta thử quỳ trong 9 ngày liệu có chịu nổi không? Thậm chí quỳ 9 tiếng đồng hồ cũng chẳng chịu nổi nữa. Ngồi trong 9 ngày đã coi là ghê gớm, công phu đã coi như tới mức, trong lòng lấy làm tự mãn lắm. Pháp Đông Lưu nhập thử thổ, nghĩa là pháp môn truyền tâm ấn, truyền đến phương Đông, Chấn Đán tức là truyền đến Trung Quốc. Nhập thử thổ là vào đất này, chữ đất này là chỉ Trung Quốc. Bồ Đề Đạt Ma vi Sơ Tổ, tại Ấn Độ thì Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, tại Trung Hoa thì ngài là tổ của Thiền Tông đời thứ nhất. Tổ sư đời nhất thì sao? Đây chẳng qua là giả danh, bậc tổ sư chân chánh chẳng phải do ở danh xưng, chính do ở đạo đức trí huệ đức hạnh nhẫn nại của ngài. Lục độ vạn hạnh của ngài tới mức tuyệt vời. Trên thân chẳng mang một vật gì, chẳng có gì gọi là quý báu. Ấy thế mà chẳng phải ngài không có gì để bố thí. Tuy chẳng có gì thực, nhưng nếu chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, thì đó là giới luật tới chỗ viên mãn. Tới chỗ ba la mật rồi, nhẫn của ngài cũng là nhẫn ba la mật. Ngài ngồi luôn 9 năm, đó là tinh tấn ba la mật. Ngài một nơi tĩnh tọa, chứ không phải như ai ngó đông nhìn tây, và thường trong đại định, sống bởi thiền duyệt, vui với pháp hỷ, đó chính là thiền định ba la mật. Bởi đâu mà ngài được như vậy? Bởi vì ngài có trí huệ bát nhã, phải có đại trí đại huệ mới có thể làm những điều mà người khác không làm nổi. Ngài đã chứng được 6 ba la mật chỗ viên mãn vậy. Ngài chuyển tâm ấn cho Nhị Tổ Thần Quang, Huệ Khả.
Nhị tổ truyền cho tam tổ Tăng Sán, tam tổ truyền cho tứ tổ Đạo Tín, tứ tổ truyền cho ngũ tổ Hoằng Nhẫn, rồi ngũ tổ lại đem tâm ấn y bát truyền lại cho lục tổ. Bởi vậy có câu lục đại truyền y thiên hạ văn. Vào thời gian lục tổ tiếp nối truyền thừa của ngũ tổ, tín vật y và bát thường là đề mục tranh chấp trong giới xuất gia. Ai cũng muốn mình là người được truyền tâm ấn và thừa hưởng y bát, thậm chí họ không từ bỏ một mánh lưới nào, có sao tranh đoạt cho được tín vật này. Đại khái như phe của Huệ Minh chẳng hạn, khi nghe nói pháp đã về đi về hướng nam, mọi người đều hùa nhau chạy đuổi theo để đặt lại y bát. Đến ngày nay đẩy rẫy những người đã xuất gia mà còn nhiều đầu óc tranh chấp. Triều đại nhà Đường hồi đó không thiếu gì những hạng người như vậy. Do đó để dặn dò lục tổ, ngũ tổ mới nói câu y vi tranh đoan, chỉ nhữ vật truyền. Ý nói y bát là đầu mối của tranh chấp, đến đời sau thì đừng truyền lại nữa. Do đó chúng ta thấy về sau không có vụ truyền y bát. Căn cứ theo truyền thuyết thì tín vật kể trên đã bị Võ Tắc Thiên lấy đi. Bà ấy nghĩ rằng của báu ấy phải do bà ấy thừa hưởng, của báu giấu cất đi, đa tàng hậu tất vong, tức càng giấu kỹ thì lại càng dễ bị thất lạc. Đời là như vậy, mọi sự vô thường. Lục đại truyền y thiên hạ văn, sáu đời truyền y bát, tất cả mọi người đều hay biết, hậu nhân đắc đạo hà cùng số. Tuy không truyền lại y bát, nhưng các tổ sư được truyền tâm ấn thì rất đông, đúng như câu nhất hoa khai ngũ diệt, kết quả tự nhiên thành. Về sau, tông môn được chia thành năm phái, đi theo truyền thống tu hành và những người đắc đạo thì không thể hệ hết. Trần bất lập vọng bổn không, hữu vô câu khiển bất không không, nhị thập không môn nguyên bất trước, nhất tánh như lai thể tự đồng. Dịch: chân chẳng lập vọng vốn không, hữu vô dứt trọn chẳng không không, hai chục cửa không nguyên chẳng chấp, một tánh như lai vốn thể đồng. Chúng sanh mê lầm không nhận ra cái thực, đuổi theo cái hư dối nên nhận giặc làm con, chịu khổ mà cho là vui, lừa gạt người sống keo kiệt, tưởng như vậy là có lợi mà kỳ thực chính là một sự thiệt hại lớn. Chúng ta hãy xem các chúng sanh làm thân gà vịt, ngựa hay heo có phải là đáng thương chăng? Bởi đâu mà thành nông nỗi đó? Chính bởi mê lầm, bỏ cái thực chạy theo cái hư dối, giữa cái khổ cho là vui, nhận giặc làm con, thậm chí đến chỗ đạo tràng còn kiếm tiện nghi. Chúng ta tới chùa phải biết giúp chùa, chùa cần tiền thì ủng hộ tiền, cần giúp sức lực thì giúp sức lực, lượng sức của mình mà giúp đỡ chùa, chớ không nên tới chùa để kiếm lợi ích, chẳng chịu phát tâm, công sức thì không chịu bỏ ra, như vậy không tránh khỏi tương lai làm thân trâu ngựa heo gà vân vân. Thậm chí đến chùa còn mang tâm tham lam, lúc nào cũng chỉ tính cái lợi cho riêng mình, vậy là rất nguy hại cho cuộc đời mai sau. Chân bất lập vọng bổn không, đúng ra là chân chẳng chấp mà vọng cũng không, nhưng quý vị lại mê lầm cái chân chạy theo cái vọng. Bổn lai chân chẳng có, vọng cũng chẳng có, nhưng quý vị lại nhận giặc làm con, chịu khổ mà thấy là vui, tự nghĩ đó là lợi ích mà không biết đó là thiệt hại. Mang sẵn cái sai lầm đó giao tiếp với mọi người, đối với bạn bè tưởng giao tình như vậy là hay mà mang lại lợi ích cho mình, nhưng kỳ thực cái tâm địa đó sẽ di hại về sau, đó chính là sự sai lầm về nhân quả. Hữu vô câu khiển bất không không, có và không có đều chẳng ham. Chúng có mất đi cũng chẳng rơi vào trống rỗng, cũng chẳng rơi vào có, cũng chẳng rơi vào không, cái chẳng không cũng cho mất luôn. Nhị thập không môn nguyên bất trước, 20 pháp không chẳng qua chỉ là những cái tên mà thôi. Chẳng riêng 20 pháp không đó ta không nên chấp trước, mà một chữ không cũng không chấp nữa. 20 pháp không là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, tiểu không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không. Cả 20 pháp trên đều không chấp trước, cho đến một không cũng không chấp, hết thảy mọi thứ đều không chấp trước. Nhất tánh như lai thể tự đồng, tất cả chúng ta đều có đầy đủ như lai tạng tánh. Cùng với tánh của Phật không có gì sai khác, bản thể là một. Có điều Phật đã tu nên đã chứng quả Phật, ta chưa tu nên ta chưa thành Phật. Cho nên khi đã hiểu rõ cách tu thì chúng ta và Phật sẽ như nhau không khác. Nhưng tu như thế nào? Trước hết không mê lầm cái chân mà đuổi theo cái vọng, không nhận giặc làm con, không rước cái khổ mà coi là vui.
tâm thị căn pháp thị trần, lưỡng chủng do như kính thượng ngân, cân cấu tận trừ quang thủy hiện, tâm pháp song vong tánh tức chân. Dịch: tâm là căn, pháp là trần, thể đều ngấn bụi ám gương trong. Bao giờ ngấn hết gương trong lại, tâm pháp cùng quên tánh rõ chân. Lục căn là chỉ sáu bộ phận, mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Các thứ này thuộc về nội không. Lục trần là chỉ sắc thanh hương vị xúc và pháp. Những thứ này thuộc về ngoại không. Mắt không bị hình sắc lôi cuốn, tai không bị thanh âm lôi cuốn, mũi không bị mùi hương lôi cuốn, lưỡi không bị mùi vị lôi cuốn, thân không bị cảm xúc lôi cuốn, ý không bị pháp trần lôi cuốn. Bổn la những thứ này đều chỉ là giả danh, không hề có thực thể. Như vậy bên trong thì mắt tai mũi lưỡi thân ý đều không, bên ngoài thì sắc thanh hương vị xúc pháp cũng không có, cũng là không, cũng chỉ là giả danh, cũng đều không có thực nghĩa. Tóm lại sáu căn không, sáu trần không, rồi từ căn trần dẫn tới sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, tất cả đều không tồn tại, tất cả đều là tên gọi, đều là những lời nói chẳng có nghĩa thực sự, tất cả chỉ là giả danh mà thôi. Đối với các thứ kể trên, nếu chúng ta không dính mắc, tức là mắt chẳng quan sát, tai chẳng lắng nghe, mũi không ngửi hơi hương, lưỡi không nếm mùi vị, thân không có cảm sự xúc chạm, ý không theo dõi pháp, thì tất cả mọi vấn đề này đều không còn nữa. Cho nên nói nội ngoại đều không. Nếu sáu căn, sáu trần, sáu thức đã không, tức là đại không, pháp đại thừa và tiểu không, pháp tiểu thừa, mang ý niệm không đó cho nó thành không, tức là pháp tướng không, cả cái không này cũng thành không luôn. Pháp tướng không, thắng nghĩa cũng không, mọi thứ đều không. Nếu quý vị thực hiện được cái không này, quý vị chẳng còn chấp vào điều gì nữa hết. Quý vị quét sạch mọi thứ pháp, ly mọi thứ tướng, chẳng còn chấp ngã, chẳng còn chấp pháp, nhân không và pháp cũng không. Không chấp trước thì có bao nhiêu cái không đi chăng nữa cũng chỉ là danh từ, cả cái không cũng không luôn, thì làm gì còn có số 20 cái không nữa. Đó chính là từ cái gốc chẳng chấp trước thì đâu còn chấp gì nữa. Tâm thị căn, pháp thị trần. Tâm thuộc về căn, pháp thuộc về trần. Căn và trần thì không, tất cả hai đều không chấp. Lưỡng chủng do như kính tượng ngân, cả hai thứ đều ví như hạt bụi trên mặt gương. Gương thì vốn trong sáng, và Phật tánh của chúng ta cũng trong sáng như vậy. Tâm đối với pháp cũng như căn đối với trần đều có thể ví như bụi trên mặt gương, in dấu vết trên gương, làm cho gương có dấu. Ngân cấu tận trừ quang thủy hiện, nếu chúng ta quét sạch bụi đi, sạch hết các vết dơ thì sự trong sáng lại hiện ra. Tâm pháp song vong tánh tức chân, nếu quý vị không chấp vào cái căn tâm, không chấp vào cái trần pháp, thì Phật tánh cố hữu của quý vị, cái kính trí huệ tròn đầy, đại viên kính trí cũng sẽ hiển lộ giống như ánh sáng của tấm gương vậy. Ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phúc bạc nan điều chế, khứ thành viễn hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa oán hại, văn thuyết Như Lai đốn pháp môn. Hận bất diệt trừ linh ngã toái, dịch: ôi mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước mỏng khôn cầm chế, hiền thánh xa rồi tà vạch sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều ác tệ, nghe nói Như Lai phép đốn tu, hận chẳng nghiền tan như ngói bể. Ta mạt pháp, đây là một câu than, ý than tiếc, đại đệ Như nói: ôi thời mạt pháp, chẳng dễ gì hoằng dương Phật pháp. Ác thời thế, đây là thời kỷ quá ác nghiệt, biết bao người ở trong Phật pháp, ăn cơm của Phật giáo mà lại bậy trong nồi cơm đó nữa. Có câu nói, dòi bọ trong thân của sư tử, ăn thịt của sư tử. Câu này ám chỉ người của Phật giáo phá hoại Phật giáo, nói xấu Phật giáo, lại còn bảo Phật giáo phụ họ nữa. Tỉ như lần trước vào lúc Vạn Phật Thành làm kỷ niệm đệ thập châu niên, có cư sĩ ở Los Angeles tới, công nhiên bảo rằng ở đây chúng ta muốn nhiều tiền, nhưng cho mọi người ăn chẳng ra gì. Rồi chỗ chú chân thì như thế này thế kia chẳng hạn. Những người đó chẳng ủng hộ đạo tràng thì thôi, còn tìm cách phá hoại đạo tràng. Quý vị cũng nên nhớ rằng Vạn Phật Thành mới thành lập, mà thành lập được cũng phải trải qua trăm ngàn gian khổ. Cho tới nay hiện trạng vẫn còn nhiều bấp bênh, chưa có thể nói là sung mãn được. Quý vị có tới Vạn Phật Thành cũng nên phát tâm ủng hộ mà đóng góp phần nào công sức của mình. Có rất nhiều cư sĩ tới đó, hễ thấy công tác gì thì ra công giúp sức, coi như là công việc của chính mình, tự gánh vác lấy trách với tất cả nhiệt tâm. Có người thì chỉ đến làm phiền, chuyên môn phê bình này nọ, phiền trách các sự thiếu sót, chỉ cốt làm nhiễu loạn.
Những người hay nhiễu loạn như vậy, đúng ra chẳng phải là tín đồ của Phật, có thể nói là của ma, con của ma, cháu của ma, do ma sai bảo đến chỗ đạo tràng mà phá hoại. Quý vị đi khắp mọi nơi trên thế giới cũng chẳng thấy một chỗ nào mà người xuất gia chỉ ăn một bữa trong mỗi ngày. Dù tu hành đến đâu hay đạo hạnh đến đâu thì cũng đều ăn hai bữa, một bữa sáng và bữa trưa. Chẳng có nơi nào giống như vạn Phật thành mà từ sáng đến tối ai ai cũng chỉ làm việc không bê trễ, bằng dương Phật Pháp không ngừng nghỉ, vùi đầu cực nhọc trong công tác. Vì vạn Phật thành mới thành lập nên luôn luôn cần tới sự giúp đỡ của mọi người. Quý vị có tới, lý ưng là phải bỏ công giúp sức, bằng hết tinh thần ra để ủng hộ mới là đúng. Nay có người tới là chỉ lo cho tiện nghi của mình. Quý vị nghĩ xem như vậy có đáng thương chăng? Ai là những người như thế? Ai là người đến vạn Phật thành mà lo tiện nghi cho mình? Ai là những người đó? Ai tự thấy mình có lỗi thì sửa đổi, ai không có thì cố gắng thêm. Từ đây về sau phải nhớ kỹ, tới đạo tràng thì đừng nhiễu loạn, nói cái này phải, cái kia trái, làm rộn mọi người. Ai làm như vậy phải cảm thấy mình xấu hổ. Đã không ủng hộ đạo tràng là hành động sai nhân quả, phá hoại đạo tràng, đó chính là mạt pháp, đó chính là ác thời thế. Chúng sanh phúc bạc nan điều chế, chúng sanh bây giờ chẳng có phước, không biết cách trồng phước, đến chùa miếu thường làm những việc phiền hà. Quý vị nghĩ coi, đối với những hạng người đó, tôi có muốn cho họ quy y làm đệ tử chăng? Tôi chẳng sợ chuyện phá hoại, có điều làm vậy chính là gieo nhân sau này làm trâu, ngựa, heo, gà, vịt. Quý vị có biết làm sao để thành heo không? Vì quý vị đi tới đâu cũng muốn chiếm tiện nghi, sớm tối chỉ biết ăn của người mà không ăn của mình, bởi vậy mới thành heo. Để ngày ngày người ta cho ăn các thứ, người cho ăn cho béo mập, để ngày nào đó bị người ta mang ra xẻ thịt. Quý vị thử nghĩ cuối cùng đó là cái lợi hay đó là cái hại? Đối với những hạng người kể trên, quý vị không nên kết bạn. Ai mà giao du với họ, tất sẽ lấy cái hậu quả làm heo. Tôi nói với quý vị như vậy với tất cả tấm lòng từ bi của tôi. Nếu không quý vị đó có thể sống trong mê mờ thì rất là bất hạnh. Nan điều chế nghĩa là khó giáo hóa. Quý vị bảo họ không nên lầm nhân quả thì họ lại cứ lầm nhân quả cho quý vị coi. Khứ thánh viễn hề tà kiến thâm, bảy từ đâu vậy? Nguyên nhân là vì Phật đã quá xa, nên tà truy tà kiến rất sâu. Ma cường pháp nhược đa oán hại, trong thời kỳ mạt pháp, thế lực của ma cường thịnh. Quý vị thử xem như họ Lâm họ Lư kia, không biết bên trong ra sao, nhưng kỳ thực họ đã gieo nhân địa ngục. Có điều họ không biết đấy thôi, tương lai họ sẽ gặp quả báo, có hỏi cũng đã muộn rồi. Quý vị phải lưu ý điểm này, tôi không thể không nói thực cho quý vị nghe. Tôi muốn cho mọi người thức tỉnh, bởi nếu tôi không nói điều chân thực, sợ mai này xuống địa ngục rồi. Quý vị lại kêu rằng, sư phụ đã biết rõ như vậy mà sao không nói một tiếng cho các đệ tử biết? Bây giờ đọa địa ngục rồi làm sao đây? Thực vậy lúc đó tôi chẳng còn cách gì, có muốn giúp cũng chẳng thể giúp nổi. Thời nay tà ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo quả là thịnh hành, quyến thuộc của chúng cũng nhiều, kẻ ủng hộ chúng cũng không thiếu. Trong khi đó, người thường sự có đạo lại chẳng được hoan nghênh, ít người ủng hộ. Tại sao vậy? Ở đời cái gì thực và tốt lành thì ít, còn cái gì giả và xấu xa thì nhiều. Cái chân lý đó các quý vị phải nên hiểu cho. Lấy thí dụ như họ Lâm kia, người nào đến nghe y giảng đạo, mỗi lần phải đóng 200 đồng Mỹ Kim, còn tại Kim Luân Thánh Tự, 2 đồng cũng không thâu nữa. Vậy mà không ai đến, người đời nhận cái giả mà không nhận cái chân. Văn thuyết Như Lai đốn pháp môn. Khi được nghe nói về một pháp môn mà theo pháp môn này, Phật đã tức khắc thành Phật. Thấy tánh thành Phật, một pháp môn đốn ngộ thì hận bất diệt trừ linh ngã toái, cảm thấy như gặp kẻ thù, quyết tâm hủy diệt chánh pháp, phỉ báng nó, bảo nó là sai quấy, tìm cách phá hoại nó giống như đập bể viên ngói cho tan tành thì mới hà giận. Tác tại tâm, ương tại thân, bất tu oán tố, tránh viu nhân, dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạc báng Như Lai tránh pháp luân. Dịch, tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người. Muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy, bành xe tránh pháp chớ chê cười. Tác tại tâm, ương tại thân, tâm của quý vị tạo nghiệp, tương lai chịu quả báo, làm các thân trâu ngựa heo gà vịt. Bất tu oán tố cánh viu nhân, quý vị thấy con gà mỗi khi nó kêu quát quát, nghe giống như tiếng quá đa, tội lỗi lớn. Vậy lúc phải chịu quả báo không nên oán trời, oán người làm chi? Dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, nếu quý vị muốn tránh cảnh đọa vào địa ngục vô gián thì
mạc báng Như Lai chánh pháp luân, đừng có phỉ báng Tam Bảo, đừng có phỉ báng đạo tràng của chánh pháp, vì làm như vậy tương lai quý vị sẽ bị đọa địa ngục vô gián. Chiên đàn lâm vô tạp thủ, quất mật xâm trầm sư tử chú, cảnh vắng lâm gian độc tự du, tẩu thú phi cầm giai viễn khứ. Dịch: rừng trên đàn không tạp thụ, sâu kín tùm sư tử trú, cảnh vắng rừng im một mình chơi, cao chạy xa bay chim cùng thú. Trên đàn lâm hương trầm nghiêu đầu là loại nhang thơm nhất, đốt một cây nhang loại này mùi hương tỏa ra 40 dặm, đó là một loại nhang quý, cho nên cây trầm trên đàn để làm nhang được coi là vô cùng quý giá trong các loại cây. Ai mà trú ẩn trong cánh rừng trên đàn này ắt phải vô cùng đặc biệt, phải là xuất chúng, người đó chính là sư tử vô tạp thụ, không có loại cây nào khác. Quất mật xâm trầm sư tử trú, chỗ này cây cối rậm rạp tiện cho sư tử trú ẩn, ở ngoài nhìn vào không thấy rõ. Cảnh vắng lâm gian độc tự du, trong rừng trên đàn thấy vắng tĩnh mịch, sư tử qua lại tự do. Tẩu thú phi cầm giai viễn khứ, chỗ nào có sư tử thì các loại chim muông dã thú đều sợ oai mà lánh đi nơi khác. Rừng trên đàn chính là một nơi lý tưởng cho các hiền thánh tăng trú ẩn, chỗ đó tùm sâu kín, linh khí rất là thịnh. Bởi linh khí thịnh nên mới hun đúc thành bậc long tượng trong pháp môn, ví như hàng sư tử trong loại thú. Các bậc long tượng ở những chỗ tùng lâm đặc biệt như vậy để dụng công tu hành, kẻ không dụng công thì không ở được những chỗ ấy, cũng không tới được những chỗ ấy. Ai không có tâm đạo ở đấy sẽ không cảm thấy tự tại. Chẳng hạn như tại Vạn Phật Thành, người nào có tâm đạo mới ở lại được, ai không có tâm đạo ở đấy sẽ không chịu nổi. Vạn Phật Thành là cốt dành cho những ai muốn tu hành thực sự làm lưu trú, còn hạng thiên ma ngoại đạo có tới đấy cũng không thể ở được lâu, cuối cùng sẽ bỏ đi nơi khác. Phép tu đạo như trên cũng hiếm hoi lắm, hiếm như mùi hương cây trên đàn vậy. Tại một đạo tràng thù thắng như vậy mà có thể dụng công tu hành được thì đó chẳng phải chỉ gieo căn lành nơi một vị Phật, hai vị Phật, 3, 4, 5 vị Phật, mà là tại vô lượng trăm ngàn vạn ước vị Phật. Cho nên tới Vạn Phật Thánh Thành để dụng công tu hành hoằng dương Phật Pháp thì bọn tà ma ngoại đạo có tới cũng phải hãi sợ mà lánh xa, không dám lui tới. Có người nói tới Vạn Phật Thành chỉ ăn một bữa là không dám ở lại. Bởi vậy từ hơn 10 năm nay Vạn Phật Thành là nơi gạn cát đãi vàng, dần dần mới thanh lọc ra được người thực sự dụng công tu hành. Sự việc đó chẳng thể tiến hành một cách mau chóng được. Sư tử nhi chúng tùy hậu, tam tuế tiện năng đại hao hống, nhược thị dã can trục pháp vương, bách niên yêu quái hư khai khẩu. Dịch: sư tử con chúng theo hậu, tuổi mới lên 3 đã hống khỏe, chó rừng dầu bén gót pháp vương, trăm năm yêu quái há mồm xuông. Sư tử nhi chúng tùy hậu, sư tử con tuy hãy còn nhỏ vẫn có oai phong, vừa sanh ra đời đã khiến mọi loài thú phải khiếp sợ, bởi vậy bất luận con thú nào cũng phải đi sau nó. Tam tuế hết tiện năng đại hao hống, sư tử dầu còn non nớt lên 3 tuổi đã có thể gầm lên làm cho mọi loài sợ hãi. Nó không biết sợ, chẳng sợ một con thú nào khác. Bởi vậy ở phần trên đã có câu: sư tử hống vô ý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất cước uy, thiên long tịch thính sinh hân thuyết. Sư tử hống thuyết vô ý, trăm thú nghe qua xé óc tủy, hương tượng chạy dài hết liệt uy, thiên long lặng ngóng lòng hoan hỉ. Khi sư tử đã gầm lên, hết thảy mọi loài cầm thú phải sợ mà phục tòng. Nhược thị dã can trụng pháp vương. Dã can là một loài thú giống như con cáo, rất khôn ngoan quỷ quái và không theo phép tắc. Tuy khôn ngoan nhưng vẫn là giống yêu quái. Bách niên yêu quái hư khai khẩu, ngày nào chẳng có căn đại thừa, dầu có theo pháp vương cả trăm năm đi nữa cũng chỉ là yêu quái, chẳng thể mở miệng thi thố được điều gì. Viên đốn giáo một nhân tình, hữu nghi bất quyết trực tu tranh, bất thị sơn tăng xính nhân ngã, tu hành khủng lạc đoạn thường khanh. Dịch: pháp viên đốn vượt tình thường, mọi niềm ngờ vượt quyết không vương, sãi tôi đâu xính bản ngã, sợ lạc đường tu hố đoạn thường. Trong các pháp môn tu chỉ nhắm một cửa là pháp môn tâm địa, tức thiền tông. Đã hướng như vậy rồi là cứ tiến tới không trở lui. Viên đốn giáo, viên nghĩa là viên mãn, đốn nghĩa là lập tức khai ngộ. Kinh Pháp Hòa giảng về viên giáo, đốn giáo, tức là nói về pháp môn tức khắc thành Phật, cho nên gọi là đốn ngộ.
Một nhân tình, giáo lý Viên Đốn không có nói tới nhân tình, không nói thứ bậc, không nói cái gì là hư ngụy, mà trong đó từng chữ từng câu đều là cái chân thật. Chớ không thấy có cái gì gọi là nhân tình, không hề bàn về vấn đề thể diện. Hữu nghi quyết trực tu tranh, nếu có điều nghi ngờ không hiểu rõ, ta hãy cùng nhau bàn cãi để cho chân lý hiển lộ. Tranh có nghĩa là tranh luận, dùng lý lẽ để bàn cãi chứ không phải tranh giành thị phi như lối tranh chấp của người đời. Bất thị sơn tăng xính nhân ngã, chẳng phải là người sống ở núi làm tăng sĩ này có ý tranh hơn tranh thắng với ai, cốt cho mình được người khác thua. Chẳng phải như vậy đâu. Không tranh phải, tranh trái, tranh hơn, tranh thắng, vậy là nghĩa thế nào? Tu hành khủng lạc đoạn thường khanh, tu hành là phải theo trung đạo, tu pháp liễu nghĩa, chớ không phải pháp chưa liễu nghĩa. Không chấp vào tướng đoạn diệt, cũng không chấp vào tướng thường trú. Quý vị chấp đoạn thì quý vị sẽ rơi vào không, quý vị chấp thường thì quý vị sẽ rơi vào có, và chấp không hay chấp có cũng đều rơi vào biên kiến, tức là hai bên, chẳng phải trung đạo. Bởi vậy nếu chúng ta rơi vào tà kiến, chấp đạn chấp thường, thì chẳng khác gì rơi xuống hầm hố, thoát ra không phải dễ dàng. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị điều này là phàm tu học Phật Pháp tất phải lấy Phật Pháp làm trọng, chớ không thể tùy tiện phụ họa một cách ồn ào. Ở đây ngày ngày đều có giảng kinh thuyết Pháp, dù có bận câu chuyện đi nữa, thì quý vị cũng nên đến đây nghe kinh nghe Pháp. Chẳng phải cứ có tôi tới thì mới tới, rồi khi tôi đi khỏi quý vị cũng đi. Tại Los Angeles, chùa Kim Luân này là một đạo tràng có pháp thường chuyển, nghĩa là nơi đó luôn luôn chuyển bánh xe pháp, chứ không phải mỗi tuần chỉ tổ chức một ngày lễ bái, còn 6 ngày là nghỉ ngơi. Tại Kim Luân Thánh Tự, ngày ngày nghiên cứu Phật Pháp, tựa như lấy nước Pháp để ngâm tẩm, quân tập lâu dần, Phật Pháp sẽ ngấm. Quý vị muốn bỏ công nghiên cứu Phật Pháp thì phải coi việc đó như đi kiếm tiền hay đi kiếm cơm ăn, trọng yếu như vậy đó. Nếu quý vị thiếu Pháp để bồi dưỡng trí huệ của quý vị, sẽ bị đói khát vô cùng. Quý vị muốn cho thể xác được an vui tự tại thoải mái, quý vị phải kiếm tiền để nuôi thân. Tuy nhiên đó cũng chỉ là nhu cầu hời hợt bên ngoài. Quý vị phải làm sao cho cái cốt yếu đó khỏi bị đói khát, khỏi bị nghèo hèn thì mới đáng kể. Nếu quý vị chẳng thấu rõ Phật Pháp, quý vị chỉ riêng quy y, quý vị chờ khi nào tôi đến thì quý vị mới đến, rồi khi tôi đi, quý vị cũng đi. Ngoài ra quý vị không chịu gánh vác một trách nhiệm nào cho đạo, thì điều đó không phù hợp với Pháp Phật. Tôi không muốn nói đến phương diện lợi ích, vì nói tới lợi ích có thể dấy động lòng tham. Tôi chỉ nói tới nghĩa phù hợp, vì điều đó tự quý vị cảm thấy. Quý vị ngâm mình trong nước Pháp, tự nhiên quý vị sẽ thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển, và từ đó gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng tự mình đương đầu, không bị phiền não ưu sầu, không vấp phải cảnh tiến không được mà thoái không xong. Ngồi không yên, đứng không yên, chạy đâu cũng không ổn. Nếu quý vị minh bạch Phật Pháp thì sẽ cảm thấy everything is okay, no problem. Phi bất phi thị bất thị, sai chi hào ly thất thiên lý, thị tác long nữ đốn thành Phật, phi tác thiện tinh sanh hãm đọa. Dịch: thị chẳng thị, phi chẳng phi, sai lạc đường tơ ngàn dặm đi. Thị đấy là long nữ thoát thành Phật, phi đấy là thiện tinh rơi địa ngục. Phi bất phi thị bất thị, cái trái chẳng phải nhất định trái, cái phải chẳng phải nhất định là phải. Sai chi hào ly thất thiên lý, tại cảnh giới trên quý vị không thể sai, cái phải là phải, cái trái là trái. Nếu quý vị sai một chút tức là sai đạo, không phù hợp với đạo. Lúc đầu mà sai một chút nhỏ thì về sau tận cùng sẽ xa đạo cả ngàn dặm. Cho nên tu đạo là phải phân biệt phải trái, phải có trí huệ lớn. Thị tác long nữ đốn thành Phật, bổn lai thân phụ nữ là thân ngũ lậu, và mang thân ngũ lậu thì rất khó tu hành nên không thành Phật được. Nhưng long nữ đã tức khắc thành Phật vì đã cúng dường Phật viên ngọc quý của mình. Đối với loài rồng thì viên ngọc của nó không thể xả bỏ được, vậy mà long nữ đã bỏ ra viên ngọc quý đó để dâng Phật. Cho nên khi người ta thực hành bố thí thì phải bố thí một cách chân chánh. Nhưng thế nào là bố thí chân chánh? Tức là bố thí những thứ gì mà chúng ta không xả bỏ được, đó là bố thí chân chánh. Còn như cái không bỏ được thì không bỏ, để có cái gì có thể bỏ được thì mới chịu bỏ, đó chẳng phải là bố thí chân chánh, bởi cái gốc tham hãy còn tồn tại. Long nữ coi viên ngọc như sinh mạng của mình, vậy mà bỏ luôn viên ngọc đó để dâng Phật, và do cảm ứng đạo giao, long nữ bèn tức khắc thành Phật.
phi thắc thiện tinh sanh hãm đọa. Nếu quý vị làm điều trái tức sai lầm nhân quả. Hồi xưa có tỳ kheo thiện tinh vì lầm nhân quả nên bị sanh hãm địa ngục, sống mà bị đọa trong địa ngục. Cho nên chỉ cần sai một chút sau này sẽ thành một sự lầm lẫn lớn. Lúc mới đầu tỳ kheo thiện tinh cũng thực hiện bố thí, nhưng ông không bố thí cái mà ông không xả bỏ được. Vì lý do này nên về sau khi làm thân tỳ kheo, nghiệp tội vẫn đuổi theo, khiến cho ông đương sống mà bị đọa vào địa ngục. Còn sống mà cớ sao lại bị đọa vào địa ngục? Quý vị hãy nhìn xem trên đời này thường có người mang bệnh quái dị lại không cho chết, như các loại ung thư, bệnh ết, ái tử bệnh chẳng hạn. Họ sống có khác gì sống trong địa ngục? Nếu quý vị không tin là có địa ngục, quý vị hãy quan sát mấy người sống mà chịu tội thì quý vị sẽ biết cảnh ngộ đó chẳng khác gì địa ngục cả. Nhưng muốn chờ tới khi đã địa ngục rồi mới chịu hiểu cho thì lúc đó đã quá muộn. Ngô Tảo liên lai tích học vấn, diệt tằng thảo sở tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hưu, nhập hải toán xa đổ tự khốn. Dịch: ta sớm bao năm chuyên học vấn, từng viết sớ sao tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi, vào biển đếm các tự chuốc hận. Ngô Tảo liên lai tích học vấn, chỗ này đại sư Vĩnh Gia nói lúc đầu người đã uổng phí bao nhiêu công vì đi lầm đường, lúc đó chưa biết cách dụng công bởi chưa hiểu rõ pháp môn này. Ngài nói khi còn ít tuổi ta đã từng nghiên cứu giáo lý Tông Thiên Thai, muốn thâu nhận thật nhiều học vấn, đọc sách và học tập văn tự Bát Nhã, diệt tằng thảo sớ tầm kinh luận. Hồi đó học về giáo lý chú giải các Phật điển, cũng như phần chia ra nào pháp giáo, ngũ phần khoa, thập bát giáo, tìm các kinh luận và các luật luận, tất cả đều nghiên cứu qua. Thời gian học giáo lý với bao nhiêu danh từ, thuật giáo, thuật ngữ, giáo tướng, công phu nghiên cứu quả là lâu dài. Phân biệt danh tướng bất tri hưu, ta phân biệt các loại danh tướng, thế nào là ngũ thời bát giáo, thế nào là các tạng, thông biệt viên đốn tiệm bí mật bất định, kinh giáo nào được nói ra trong thời kỳ Hoa Nghiêm, kinh giáo nào nói tại thời A Hàm, kinh giáo nào vào thời Phương Đẳng, vào thời Bát Nhã, vào thời Niết Bàn. Ta học các loại danh tướng như vậy, học miệt mài không ngưng nghỉ, chấp trước vào sự học hỏi triền miên, cho nên ngày ngày vùi đầu vào các kinh sách, các danh từ về giáo tướng kể ra vô số, chẳng khác gì số cát ở biển. Quý vị có thể đếm được một cách rõ ràng hết thảy số cát tại biển chăng? Chẳng thể nào đếm được. Học tập các danh từ trong kinh giáo cũng giống như vậy đó. Danh từ trong kinh cũng vô số giống như cát ở biển. Vậy thì quý vị dụng công bằng cách học tập như vậy thì có khác gì nhập hải toán xa đổ tự khốn? Quý vị đi ra biển đem hết số cát ra mà đếm, đếm tới khi nào cho hết được. Khước bị Như Lai khổ kha trách, sổ tha chân bảo hữu hà ích, tổng lai tám đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Dịch: quả đáng bị Như Lai của trách, châu báu của người có ích gì, lâu nay đắng đót rõ công xuông, uổng bấy làm thân phong trần khách. Khước bị Như Lai khổ kha trách, ra biển đếm cát quả là một việc ngu si, bởi dụng công theo lối đó chẳng ăn nhầm gì tới tự tánh của mình cả. Cho nên Phật mới của trách ra sao? Phật bảo sổ tha chân bảo hữu hà ích, giống như câu trung nhật sổ tha bảo tự vô bán tiền phần, ư pháp bất tu hành ký quá diệt như thị, nghĩa là suốt ngày đếm của cải của người tự mình chẳng được nửa xu, không tu hành theo pháp lầm lỗi vẫn như vậy. Quý vị đếm tiền cho người, ngày ngày làm việc ở ngân hàng đếm tiền chẳng hạn, đếm tới đếm lui và tiền của người khác không phải là tiền của quý vị. Lại tỷ dụ quý vị chạy bàn ở quán ăn từ sáng đến tối, nói món này ngon, món kia ngon, toàn là nói tên các món ăn rồi đếm tiền cho người, còn bản thân quý vị chẳng được gì. Phật của trách như vậy đó, bây giờ thì đã tỉnh ngộ. Tổng lai tăng đắng giác hư hành, vì không biết tới pháp môn nói trên nên từ khi xuất gia tu hành đến nay, sự dụng công chỉ là hời hợt ở bên ngoài, chẳng khác gì người chuyên đếm tiền, nói tên các thức ăn hay ra biển đếm cát. Chỉ biết miệt mài như vậy, đó là nghĩa của chữ tắng đắng, làm uổng phí thời gian. Hư hành nghĩa là có giá trị gì, để cho sinh mạng trôi qua, thời gian quý báu trôi qua chẳng ích lợi gì. Đa niên uổng tác phong trần khách, cũng kể từ hồi đó oan uổng sống trong cảnh phong trần, lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá, thiệt là thương, thiệt là tiếc. Chữ phong trần có nghĩa là vất vả mà không làm được chuyện gì hữu ích. Chúng ta là người tu học Phật Pháp, ngay tới đây nên tỉnh nhìn lại mình. Ngài Vĩnh Gia chuyên tâm nghiên cứu giáo lý như vậy, đặc biệt dụng công, không ra ngoài giao tiếp với ai, cắt đứt liên hệ với xã hội,
Ngài nhất tâm nghiên cứu kinh giáo không phan duyên, vậy mà cuối cùng còn cảm thấy bỏ phí thời gian. Đây là những lời phát xuất từ trong gan ruột của Ngài, chính là những lời vàng ngọc. Đối với Phật Pháp, chúng ta có nghiên cứu một cách chuyên nhất như Ngài Vĩnh Gia nghiên cứu về kinh giáo chăng? Không chuyên nhất. Ở đây là một đạo tràng ngày ngày giảng kinh chuyển Pháp Luân. Vậy chúng ta có tham gia hàng ngày chăng? Chúng ta có hộ trì cái đạo tràng chuyển Pháp Luân này chăng? Hay là chúng ta mỗi ngày đi về với công việc, cam tâm làm nô lệ cho kim tiền, rồi vì chút ít sanh kế mà lăng xăng bận bịu, lòng chúng ta có phải vì Pháp hay vì miếng ăn, hay vì lợi? Đó là những điều chúng ta hãy tự vấn tâm. Quý vị là đệ tử đã quy y với tôi hy vọng quý vị sớm thành Phật. Hy vọng quý vị hãy buông bỏ chút ít các chuyện thế gian, lấy ít thời giờ tu học Phật Pháp. Chớ đừng có chờ tôi đến thì quý vị mới đến. Tôi không đến quý vị cũng chẳng đến. Có người cho hay, nhà ở xa, lái xe cả 2 hay 3 tiếng đồng hồ mới tới. Vậy nếu phải lái 2 tiếng thì ta hãy ngồi trên xe niệm Phật, tụng kinh điển, coi như có dịp ôn tập những điều đã học hỏi trong Phật Pháp. Tới được đây để nghe kinh nghe Pháp chính là một cơ hội hy hữu. Hiện nay quý vị đi cùng khắp nơi trên thế giới, thử xem có một đạo tràng thứ hai nào. Ngày ngày đều có giảng kinh thuyết Pháp, có người nghe cũng giảng, không có người nghe cũng giảng, đó là nghĩa làm sao? Bởi vì chúng tôi muốn làm công tác chuyển Pháp Luân cho thật hữu hiệu, đem hết lòng ra để hoằng dương Phật Pháp. Quý vị muốn học Phật Pháp hay là không, điều này thuộc quyền lợi của các vị. Tuy nhiên như vậy, quý vị như đã quy y Tam Bảo thì cũng phải bỏ công sức, cũng như thời gian ra để nghiên cứu Phật Pháp. Chớ đừng ngủ nghỉ cho uổng lúc nhàn rỗi. Quý vị học hỏi Phật Pháp nhiều, tức thâu nhập món ăn cho Pháp thân quý vị. Quý vị sẽ phát triển trí huệ, quý vị sẽ không điên đảo, đó là điều tối khẩn yếu. Đây là những lời chân thật tôi nói với các vị. Nếu quý vị ngày ngày đến nghe kinh thì tôi rất lấy làm hoan hỷ. Quý vị nghe qua bằng ghi âm những lời tôi giảng trước đây hơn 10 năm, cũng là hồi tôi đặc biệt mang hết công phu để giảng Pháp. Quý vị chưa nghe qua thì hãy nghe những cuốn băng đó từ đầu cho đến cuối, chớ đừng coi thường, vì đó cũng là một cơ hội hy hữu cho quý vị. Chính là vô thượng thẩm thâm vi diệu Pháp, bách niên vạn kiếp đang tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Quý vị chớ để quang âm trôi qua một cách lãng phí, giảm bớt thú chơi mặt trượt đi, bớt xem điện ảnh đi, hãy dùng thời gian đó mà nghe kinh nghe Pháp, không còn gì tốt hơn. Chủng tính tà, thố truy giải, bất đạt Như Lai viên đốn chế, nhị thừa tinh tấn một đạo tâm, ngoại đạo thông minh vô trí hoặc. Dịch, tánh tà vậy giải lặng, chẳng được Pháp Như Lai đốn chế, hai thừa tinh tấn thiếu đạo tâm, ngoại đạo thông minh không trí huệ. Chủng tính tà, chỗ này nói, người gieo hạt giống tà vậy, chính là do căn tánh bất chánh. Thố chi giải, ấy cũng bởi chi kiến không chân chánh, bất đạt Như Lai, viên đốn chế. Viên nghĩa là viên dung vô ngại, đốn là đốn siêu ba giới. Nguyên nhân của tà chi tà kiến là không hiểu thấu lời Phật dạy. Những hạng có tà chi tà kiến không hiểu được đạo lý này, nên mới rơi vào nhị biên, rơi vào không hay rơi vào có, chẳng chấp vào không, thì lại chấp vào có, không biết rằng Pháp của Phật là viên dung vô ngại, cho nên nói kiến giải của họ bị lầm lạc, thố chi giải. Nhị thừa tinh tấn một đạo tâm, nhị thừa là chỉ hàng thanh văn và duyên giác. Họ có tinh tấn nhưng không phải là tinh tấn theo nghĩa trung đạo, bởi họ không biết phát tâm đại thừa, chỉ lo tu cho mình chớ chưa có tư tưởng cầu Phật đạo một cách chân chánh. Họ đi được nửa đường mà đã tự vạch ra lằn danh, được chút ít đã coi là đủ, tóm lại họ không biết phát tâm bồ đề của đại thừa. Ngoại đạo thông minh vô trí huệ, hàng ngoại đạo cũng có kẻ thông minh, nhưng đó là kiểu thông minh biện bác theo lối thế gian, bởi họ đã dụng công trong tinh thần hữu lậu, họ không biết rõ cảnh giới vô lậu. Diệt ngu si, diệt tiểu ngã, không quyền chỉ thượng sinh thực giải, chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, căn cảnh pháp trung hư niết quái. Dịch, như trẻ dại như ngu si, thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt, chấp lấy ngón tay là mặt nguyệt, bóng ma căn cảnh uổng công ghi. Diệt ngu si, những hạng người như vậy có thể gọi họ là ngu si, cũng có thể nói họ có chút ít trí huệ. Bởi họ không trí huệ chân chánh, trí thông minh chân chánh chỉ là thế trí biện thông, trí thông minh biện bác của thế gian, một trong bát nạ, cho nên gọi họ là ngu si. Diệt tổ ngãi, trí huệ thế gian thì họ có, trí huệ xuất thế gian thì họ không có, bởi vậy họ không hiểu rõ lẽ trung đạo, không quyền chỉ thượng sinh thực giải. Như khi Đức Phật thấy một đứa nhỏ sắp rớt xuống giếng, Ngài liền bảo quay lại đi,
ta cho em một cục kẹo. Trong khi đó, ngài nắm tay lại giống như cầm một vật gì, sự thưởng trong tay không có gì hết. Nhưng muốn cứu đứa nhỏ nên phải tạm tìm ra một phương cách, một pháp môn khôn khéo có tính cách tạm thời, quyền xảo phương tiện. Nhưng kẻ ngu si cho là thiệt, cho là trong tay có thể có kẹo thực sự. Đó là nghĩa của mấy chữ sinh thực giải. Hoặc giả kẻ ngu si biết chắc trong tay Phật chẳng có kẹo, bèn cho là Phật nói dối, đó là trường hợp không hiểu rõ pháp môn phương tiện. Chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, như có người lấy ngón tay chỉ mặt trăng. Kẻ ngu si lại tưởng rằng đầu ngón tay chính là mặt trăng. Như vậy không những kẻ đó chẳng nhận ra mặt trăng thực, mà ngay đến đầu ngón tay của mình cũng không nhận ra nữa, thật là uổng công chỉ. Xem như vậy thì dụng công theo lối đó chẳng bao giờ thành tựu được, không thể tương ứng với đạo. Tại sao vậy? Tại vì căn cảnh pháp trung hư niết quái, căn là sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cảnh là nói về sáu trần cảnh, sắc thanh hương vị xúc chạm và pháp. Lấy sáu căn và cảnh giới sáu trần để dụng công thì há chẳng quái gở sao? Bất kiến nhất pháp, tức Như Lai, phương đắc danh vi quán tự tại, liễu đắc nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Dịch: chẳng thấy một pháp tức Như Lai nên cũng kêu là quán tự tại, tỏ rồi nghiệp chướng hóa thành không, chưa tỏ nợ xưa đành trang trải. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, như quý vị đã thông hiểu rõ tưởng quét sạch mọi pháp, để hết mọi tướng, chẳng thấy một chút pháp danh, chẳng thấy một chút pháp diệt. Một niệm nhẫn trong tâm, tức là quý vị đã chứng được vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là một pháp cũng chẳng lập, lúc đó có cái gì còn lại nữa chăng? Đó chính là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Bổn lai không một vật, tức là một pháp cũng chẳng lập, hà xứ nhạ trần ai, tức làm gì còn chỗ nào để phiền não, đâu còn vấn đề nào nữa. Cho nên nói, chẳng thấy một pháp tức Như Lai. Nếu quý vị thấu rõ một pháp cũng chẳng lập thì vạn niệm đều không. Phương đắc danh vi quán tự tại, như vậy mới có thể gọi là Bồ Tát quán tự tại cách chân chánh. Bởi quý vị chẳng chạy đi đâu, chính quý vị làm chủ lấy mình, chẳng hướng ra ngoài tìm kiếm, chẳng xoay sở điên đảo với sáu căn sáu trần của quý vị, đó mới gọi là quán tự tại. Liễu đắc nghiệp chướng bổn lai không, nếu quả quý vị thông hiểu, quả quý vị đã khai ngộ, thì sát na diệt khước a tỷ nghiệp. Trong sát na các tội của địa ngục vô gián đều tiêu diệt. Nếu quý vị chưa thông hiểu ư, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Nếu quý vị chưa chứng ngộ, quý vị sẽ phải trả nghiệp do quý vị tạo tác từ trước. Quý vị phải hoàn trả nợ. Quý vị ăn cơm, quý vị phải trả tiền cơm. Quý vị mặc áo, phải trả tiền may áo. Ăn thịt, trả tiền thịt. Uống máu, trả tiền máu. Nợ máu, trả máu. Nếu chưa chứng đạo, quý vị vẫn chìm nổi trong luân hồi, lên xuống trong vòng lục đạo, cùng nhau vay trả. Quý vị vay của tôi, ngày khác quý vị sẽ trả. Tôi vay của quý vị, cũng tới lúc tôi hoàn trả lại quý vị. Cứ như vậy, vay nợ lẫn nhau. Lại nói về vấn đề ăn thịt. Đến lúc ăn thịt quý vị thấy ngon lắm. Tới khi quý vị phải trả nợ này, thì quý vị sẽ cảm thấy rất là đau đớn. Ý nghĩa nó là như vậy. Cơ phùng vương thiện bất năng san, bệnh ngộ y vương tranh đắc sái. Tại dục hành thiền truy kiến lực, hỏa trung sanh liên trung bất hoại. Dũng thí phạm trọng ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật ư kim tại. Dịch: đói gặp tiệc vua không thể ăn, bệnh tránh y vương sao mạnh được. Thiền trong biển dục rõ kiến lực, xem lửa đỏ muôn đời rực. Dũng thí phạm giới chứng vô sanh, sớm vẫn viên thành trong cõi dục. Cơ phùng vương thiện bất năng san. Chỗ này nói người nghèo khổ, tuy trong bụng rất đói, nhưng khi gặp bữa cơm thịnh soạn của vua cho lại không ăn. Bệnh ngộ y vương trăng đắc sái, kẻ mang bệnh thật là khổ sở, lại không dám tin vào thuốc chữa do vị y vương ban cho, như vậy thì bệnh của y làm sao có thể khỏi được. Kẻ cùng khổ thấy đồ ăn ngon mà không dám ăn, bởi vì y quá sợ, quên luôn cả đói, mà có ăn cũng không nuốt trôi. Còn người bệnh lẽ ra phải tin thầy thuốc, nay gặp được y vương lại không tin, cho nên bệnh không chữa khỏi. Đại ý chỗ này nói rằng tự tánh của chúng ta cùng với Phật là đồng một thể, thì gặp Pháp Đại Thừa lại không dám tin Đại Thừa, không dám học Pháp Đại Thừa, thì làm sao giải trừ được căn bệnh đói Pháp? Bởi căn tánh ngu si độn căn, nên gặp được y vương mà không biết tin, y vương đây chỉ Đức Phật, thì làm sao khỏi được 84.000 căn bệnh? Tại dục hành thiền truy kiến lực, dục là do vô minh sanh ra, chẳng biết tại sao như vậy. Tuy nhiên, ở trong chỗ ô nhiễm mà vẫn giữ được thanh tịnh thì gọi là tại dục hành thiền, cũng như đản tri vô tâm ư vạn vật,
hà phương vạn vật thường đi nhiễu. Nghĩa là chỉ cần đối chức vạn sự mà giữ được vô tâm thì lo gì bị hoàn cảnh quấy nhiễu. Đây là nói trạng thái vô tâm thực sự, chẳng phải cái lối tự lừa dối mình. Tỷ dụ quý vị chưa tới được trình độ vô tâm mà quý vị nói quý vị vô tâm, quý vị cho là quý vị không bị ưu phiền, quý vị đã vượt lên trên cảnh giới đó. Thực ra đây chỉ là cách bịt tai cắp chuông đi mà thôi. Này quý vị, đừng ở chỗ ô nhiễm mà vẫn giữ được thanh tịnh, cái đó gọi là tại dục hành thiền. Như trường hợp của Phó Đại Sĩ, của Bảng Cư Sĩ, của Pháp Sư Kiều Ma La Thập chẳng hạn, họ có tri kiến lực, tức một loại định lực, một tri kiến thật sâu sắc, chân tri trước kiến. Hỏa trung sanh liên, trung bất hoại, cũng như trường hợp hoa sen sanh trong lò lửa, nguyên lửa không thể sanh ra hoa sen. Vậy thì trong cảnh dục mà hành thiền cũng tương tự như thế, một điều không thể làm được mà quý vị lại làm được, đó là nghĩa lửa sanh hoa sen mà hoa không hủy hoại. Dũng thí phạm trọng ngộ vô sanh. Xưa có vị tỳ kheo tên là Dũng Thí, ông phạm trọng tội nhưng về sau ông sám hối sửa đổi, cho nên tạo thời thành Phật Ư Kim Tại. Dù đã phạm trọng tội, sau biết chân thành sám hối thì cũng thành Phật. Thực vậy, vị tỳ kheo đó nay đã thành Phật, cho nên chúng ta đừng sợ mình có tội, chỉ sợ mình không biết hối cải. Nếu hữu quả có thể sửa lại lỗi lầm thì không ra đường tu là bao nhiêu. Sư tử hống vô ý thuyết, thâm ta mông đồng ngoan bỉ đát, chỉ chi phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết. Dịch: sư tử hống thuyết vô ý, thương thay ai vẫn mê mờ dối, màng e tội chướng lấp bồ đề, chẳng được Như Lai mở kho bí. Sư tử hống, sư tử là vua trong loài thú, cho nên một khi nó gầm lên các thú đều sợ hãi. Vô ý thí, Phật thuyết pháp có thể ví như sư tử giống. Các loại bán môn ngoại đạo một khi nghe ca lời thuyết pháp vô ý của ngài đều sợ hãi đến độ lông tóc dựng lên. Thâm ta mông đồng ngoan bỉ đát. Thâm ta nghĩa là than, thở than một cách sâu xa. Mông đồng nghĩa là không hiểu rõ. Ngoan bỉ đát là tỉ dụ như da trâu, vừa dày vừa thô, khó mà thấm vào bên trong, tóm lại là khó nói cho hiểu. Chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề, người ta chỉ biết rằng các trọng tội sẽ làm chướng ngại đạo bồ đề, chướng ngại cho sự giác ngộ. Đại khái như phạm các tội giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, chỉ biết như vậy tức là họ cho thông suốt pháp sám hối, cái đó làm chướng ngại cho con đường tu đạo. Bất kiến Như Lai khai bí quyết, họ không hiểu rằng giới luật có các pháp phạm giá khai chỉ trì tác trì. Nếu như hành động mà vô tâm thì vô tội, chỉ khi nào hữu tâm mới là phạm tội, đó chính là bí quyết Phật đã khai mở. Điều Phật nói đó có ý nghĩa rất bình đẳng, rất công bằng, không mảy may thiên lệch. Phật là rất công bằng chính trực, cho nên nói sư tử hống vô ý thuyết. Phần trên đã có câu sư tử nhi chúng tùy hậu, tam tuế tiện năng đã hao hống. Đó là nói tới oai phong của loài sư tử, và Phật thuyết pháp cũng giống như sư tử gầm giống lên vậy. Hiếu nhị tỷ kheo phạm dâm sát, ba la hủy quang tăng tội kết, duy ma đại sĩ đốn trừ nghi, do như hách nhật tiêu xương tuyết. Dịch: có hai tỷ kheo phạm dâm sát, đóm huỳnh ba ly thêm buộc xiết, Bồ Tát duy ma chốc giải ngờ, như vừng dương hực tiêu xương tuyết. Hiếu nhị tỷ kheo phạm dâm sát, xưa có hai vị tỷ kheo ở chung một nơi, một vị phạm vào giới dâm, một vị phạm vào giới sát. Bởi đâu mà phạm giới dâm, số là hai vị tỷ kheo này ở trong núi. Rồi tới một hôm, một vị có việc phải xuống núi, còn vị kia ở lại trên núi nằm ngủ. Lúc đó có một người con gái hái củi đi qua, cô này sanh lòng ô nhiễm mới cưỡng gian vị tỷ kheo này. Nhằm ngay lúc vị tỷ kheo kia sau khi xuống núi trở về, thấy cô gái đã làm tổn hại giới thể của bạn đồng tham với mình, bèn chạy đuổi bắt cô gái. Chẳng may khi chạy trốn, cô gái lỡ chân rớt xuống khe suối chết. Một vị thì nhận đã phạm giới dâm vì hạnh bất tịnh của cô gái, còn vị kia nhận đuổi theo cô gái khiến cho cô này xảy chân rớt xuống khe suối mà chết, nên nhận tội đã phạm giới sát. Ba La Hủy Quang tăng tội kết, cả hai tìm đến tôn giả Ba La Hủy Quang để cầu xin sám hối. Việc này giải quyết ra sao? Tôn giả bèn bảo rằng cả hai đều phạm vào tội vô gián địa ngục, có sám hối cũng không được và cũng chẳng còn biện pháp nào để giải tội cho họ cả. Hai vị tỳ kheo đều cảm thấy trong lòng có sự hoài nghi. Họ tự nghĩ rằng việc phạm giới dâm chẳng phải do nguyện ý và phạm giới sát cũng như vậy. Cả hai việc xảy ra không do cố ý, họ vô tâm như vậy vẫn bị tội thì chẳng công bình chút nào. Duy ma đại sĩ đốn trừ nghi,
Do đó, hai vị này đến thỉnh giáo cư sĩ Duy Ma Cật. Cư sĩ nói với hai người rằng, vô tâm, vô tội, nghĩa là nếu quý vị không có ý phạm tội, thì chẳng có tội, và từ đó giải trừ được mối hoài nghi cho họ. Do như hách nhật tiêu sương tuyết, tỉ như ánh sáng gay gắt của mặt trời làm tan sương tuyết, đây là một loại sức mạnh giải thoát không thể nghĩ bàn. Bất tư nghị giải thoát lực, diệu dụng hằng xa dã vô cực, tứ sự cúng dường cảm tử lao, vạn lượng hoàng kim diệp tiêu đắc, phấn cốt toái thân vị túc thủ, nhất cú liễu nhiên siêu bách ức, dịch bàn nghĩ chi sức giải thoát, diệu dụng hằng hà như số cát, bốn sự cúng dường dẫu nhọc hao, muôn lượng vàng dòng dầu tiêu hết, thì tan xương nát chừa đèn rong, một câu thấu suốt tiêu ngàn ức. Bất tư nghị, không thể lấy tâm ý để nghĩ suy, không thể lấy ngôn từ để bàn luận. Giải thoát lực, một loại sức mạnh giải thoát, diệu dụng hằng xa dã vô cực, diệu dụng của nó đếm không xuể như số cát của sông Hằng. Tứ sự cúng dường cảm tử lao, cho nên phải lấy bốn thứ để cúng dường. Bốn thứ là ẩm thực, y phục, các vật dụng cần để nằm, thuốc thang. Sắm sửa bốn thứ này để cúng dường tam bảo, giàu có lao khổ cũng không suy tử. Vạn lượng hoàng kim diệp tiêu đắc, để đổi lấy sức mạnh giải thoát không thể nghĩ bàn đọc, thì cúng dường cả vạn lạng vàng dòng cũng đáng. Phấn cốt toái thân bị túc thù, nếu quý vị có thể thấu được chỗ ảo diệu của Phật Pháp, thì dẫu quý vị có tan xương nát thịt cũng chưa đủ báo đáp ơn của Phật, ơn của Pháp cũng như của ân sư. Nhất cú liễu nhiên siêu bách ức, nếu quả quý vị thấu hiểu minh bạch một câu, cũng được đủ đưa quý vị vượt qua trăm vạn a tăng kỷ kiếp, vô lượng vô số a tăng kỷ kiếp, cả một thời gian dài như vậy, quý vị cũng vượt qua. Pháp Trung Vương tối cao thắng, hằng gia Như Lai đồng cộng chứng, ngã kim giải thử như ý châu, tín thọ chi già giai tương ứng. Dịch, pháp này vua là tối thắng, hằng gia Như Lai cùng trung chứng, ta nay giải vậy như ý châu, người người tin nhận đều tương ứng. Pháp Trung Vương, pháp này là vua trong các pháp, tối cao thắng, nghĩa là pháp này rất cao siêu thủ thắng, không có pháp nào sánh được. Hằng xa Như Lai đồng cộng chứng, các vị Phật nhiều như số các sông Hằng đều theo pháp môn này và đều chứng được pháp thân. Ngã kim giải thử như ý châu, hôm nay tôi giải bày pháp giác ngộ này, nó như là hạt ngọc như ý, bao hàm hết thảy mọi pháp. Tín thọ chi già giai tương ứng, nếu có người nào tin theo và phụng hành thì cũng sẽ đạt được ngang như vậy, chứng được lý thể của pháp thân giống như của ba đời mười phương chư Phật, thọ hưởng bốn đức của niết bàn, đó là thường lạc ngã tịnh. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phất, giả sử thiết luân đỉnh thượng truyền, định huệ viên mê trung bất thất. Dịch, suốt suốt thấy không một vật, cũng không người cũng không Phật, thế giới ba ngàn bọt nước sao, mỗi mỗi thánh hiền như điện Phất, ví phỏng tiết luân trên đầu chuyển, định huệ sáng tròn luôn chẳng biến. Liễu liễu kiến vô nhất vật, nếu quý vị chứng được pháp này, quý vị sẽ thấy không còn vật gì nữa, đó chính là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai, cái gì cũng chẳng còn. Diệt vô nhân, diệt vô Phật, người không còn, Phật cũng không, cho nên nói nhất pháp bất lập, vạn tượng giai không, một pháp cũng chẳng lập, xung la vạn tượng đều không. Đại thiên xa giới hải trung Âu, cả tam thiên đại thiên thế giới trong không gian cũng chỉ có cái bột nổi trên mặt biển lớn, một chấm nhỏ li ti chẳng to tát gì. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm có câu, không sinh đại giác chung như hải nhất Âu Phát. Nghĩa là trong cái không trong đại giác tánh, nghĩa là cái không trong đại giác tánh cũng nhỏ như cái bọt so với biển cả vậy. Nhất thiết thánh hiền như điện Phất, và lúc đó, lúc đã quay về gốc trở về nguồn, thì hết thảy mọi thứ đều như như bất động, luôn luôn tỏ sáng, như như bất động, liễu liễu thường minh, hết thảy thánh hiền lướt qua nhanh như điện chớp, không mảy may tung tích. Giả sử thiết luân đỉnh thượng truyền, giả sử vòng lửa đỏ có quay trên đầu, cũng không thiêu đốt được, chẳng hề hấn gì. Định huệ viên minh trung bất thất. Nếu quý vị có được hạt ngọc như ý, thì tự nhiên định huệ của quý vị sẽ phát huy động lực. Mà nếu định huệ được viên minh thì sẽ như thế nào? Xuống nước không bị chết chìm, vào lửa không bị thiêu, tức là lửa có cháy cũng không đốt được quý vị, nước có ngập cũng không nhận chìm được quý vị. Bật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại chân thuyết, tượng giá tranh vanh mạng tiến đồ, thủy kiến đường lang năng cự triệt,
dịch. Nguyệt dầu thành lửa, nhật thành băng, ma nào phá được chân thuyết hiện. Xe voi dốc ngược vững đường lên, sức mấy bọ trời ngăn bước tiến. Nhật hả lãnh, ta nói pháp này, giả sử mặt trời có nguội lạnh, mặt trời vốn nóng không thể lạnh được, nhưng cứ giả sử nó có thể lạnh. Nguyệt khả nhiệt, mặt trăng vốn nó lạnh, không thể nóng, cứ giả sử nó có thể nóng. Tức là một sự việc không thể làm nổi, không cách gì làm được, mà lại hóa ra làm được, dầu có chuyện đó đi chăng nữa. Nhưng chúng ma bất năng hoại chân tuyết, cái pháp tối cao siêu này, vua của các pháp, không đời nào bị bọn thiên ma ngoại đạo phá hủy cho được. Bởi vậy ma không thể phá nổi lời nói thật, những lời chân thật mà ta nói, chẳng một ai phá được, chẳng một ai hủy được. Tượng giá tranh vanh mạn tiến đồ, như cái xe voi, quý vị thấy voi đi thủng thẳng, tưởng là xe đi chậm chạp, mà kỳ thực, xe đi nhanh. Thủy kiến đương lang năng cử triệt, con bọ ngựa là một loài động vật nhỏ, thử hỏi sức nó có cản được xe voi chăng? Không thể được, cho nên thiên ma ngoại đạo chẳng có cách nào phá hoại được chánh pháp. Đại tượng bất du ư thỏ kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, mạc tương quản kiến bám thương thương, vị liễu ngộ kim vi quân quyết. Dịch, voi lớn đâu thèm đi giấu thỏ, ngộ lớn xá gì chút tiết nhỏ, đừng dòm trong ống điếm trời xanh, chưa tỏ vì anh ta mở rõ. Đại tượng bất du ư thỏ kính, voi lớn không đi trên lối đi của thỏ, nó đi trên đường lớn. Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, những người đã ngộ đạo, đại triệt đại ngộ thì hoàn toàn không bị câu thúc, không bị ngăn ngại. Họ ở trong trạng không người không ta, không nệ vào các tiểu tiết. Quý vị thấy có lúc họ mắng người, có lúc họ đánh người nữa. Cớ sao họ là người tu hành lại còn mắng người đánh người vậy? Bởi vì họ đã khai ngộ, thấy rõ cơ duyên, thấy lúc nào cần đánh thì họ đánh, cần mắng thì họ mắng, chẳng câu nệ tiểu tiết, chẳng phải cứ khư khư giữ vẻ tao nhã lễ nghi, họ chẳng quản gì hết. Mạc tương quảng kiến bám thương thương, chúng ta không nên thấy hòa thượng trí công như vậy mà đem bằng phỉ bám bảo rằng ông ấy ăn thịt cầy, ông ấy uống rượu là không tốt. Sư tổ trí công mỗi ngày ăn 2 con chim bồ câu, nhưng khi chúng được nấu chín và khi sư tổ ăn xong, người khạc ra thì 2 con đó sống trở lại. Cho nên chúng ta không nên lấy con mắt phàm phu mà nhận xét trí huệ của bậc thánh nhân. Cho nên câu trên nói, đừng ngắm có ống trúc để biết trời xanh rộng lớn chừng nào. Đó là phỉ báng trời, cho là trời quá nhỏ, như vậy là không đúng. Vị liễu ngô kim vi quân quyết. Nếu như quý vị vẫn chưa hiểu những điều đó, bây giờ ta làm bài ca này để quý vị đọc vài lần thì quý vị sẽ hiểu thấu đáo. Hết. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc.